Làm sao để cây trái trổ hoa giữa cái nắng oi ả của mùa hè? Làm sao để đem thiên nhiên về với những em học sinh khuyết tật để các em có cơ hội khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm hồn? Hành trình vườn ước mơ được thực hiện bởi Trung tâm Green Việt, Trung tâm Kỳ Anh Foundation và trang trại An Farm sẽ đem thiên nhiên diệu kỳ đến với những đứa trẻ đặc biệt, những đứa trẻ dễ bị tổn thương. Dự án Vườn Ước Mơ nằm trong chiến dịch 1 triệu cây xanh trong đô thị Việt Nam của Trung tâm Green Việt. Khởi điểm là một khu đất trống với diện tích 500m². Chúng tôi mơ ước về một khu vườn xanh mát dành riêng cho các em học sinh tại Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết Tật, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Để thực hiện hóa ước mơ đó, Trung tâm Green Việt đã phối hợp với trang trại An Farm nghiên cứu phương án thiết kế một trang trại hữu cơ hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5, lễ khởi công khu vườn mơ ước đã diễn ra. Ngoài đơn vị thi công, hành trình của vườn ước mơ còn có sự chung tay của rất nhiều thầy cô giáo trung tâm, các vị phụ huynh học sinh và rất nhiều bạn sinh viên đến từ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cùng nhiều tình nguyện viên của Green Việt. Bây giờ mình cũng em đã làm xong nữa thì rất là mệt, nhưng mà cái mục đích chính của em muốn đến là tạo niềm vui cho các em có tập tại cái trung tâm này. Trồng cây mùa nắng đã khó, trồng cây hữu cơ lại càng khó hơn với tiết trời oi ả 40 độ tại Quảng Nam. Và làm thế nào để các em học sinh khuyết tật vốn dĩ đã khó khăn trong sinh hoạt, di chuyển có thể tiếp cận và vui chơi, học tập tại vườn sinh thái này? Đó là một quá trình nỗ lực với sự tham gia của tất cả mọi người với tâm huyết lớn lao. Sau hơn 2 tháng thi công miệt mài không ngừng nghỉ, cuối cùng dự án mong đợi vườn ước mơ đã hoàn thiện. Khu vườn được xây dựng chú trọng đến các yếu tố sinh thái, đa dạng sinh học với nhiều loài cây đa tầng tán và nhiều bóng mát. Lối đi bằng gạch nung ở giữa thuận tiện dẫn đến một khu chòi đa năng dùng làm nơi sinh hoạt, học tập. Bốn góc khu vườn gồm nhiều loại rau xanh như mùng tơi, rau lan, rau dền, rau quế, v.v. và nhiều loại hoa như đậu biếc, atiso, mắt ngọc, cẩm tú cầu. Toàn bộ cây xanh trong vườn được tưới tiêu bằng một hệ thống bét tưới trên cao giúp làm mưa nhân tạo và làm sạch không khí. Khu vườn thực tế để cho các em trải nghiệm, học và lãnh hội được rất là nhiều kiến thức của kỹ năng khác nhau. Thì khu vườn này thật sự sẽ là mang lại rất là nhiều lợi ích trong tất cả các độ tuổi, từ các bạn nhỏ cho đến các bạn lớn. Khi chúng ta kết nối lại phụ huynh này và các tổ chức, các cá nhân rồi nhà trường kết nối lại, vì cái gì ạ? Vì cái mục tiêu là làm sao cho các em học sinh ở đây có nhiều cái cơ hội hơn để hoàn thiện, để phát triển một cách toàn diện, không bị thiệt thòi so với những đối với chúng tôi, điều kỳ diệu nhất chính là nhìn thấy nụ cười của các bạn nhỏ nơi đây. Đối với các em, nụ cười chính là phép màu. Khu vườn này dành riêng cho các em, là nơi để các em học về thế giới, về thiên nhiên, về côn trùng và về những hy vọng tươi sáng. Vậy là ước mơ của các em học sinh tại Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết Tật Điện Bàn đã trở thành hiện thực. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có những khu vườn ước mơ tiếp theo được ra đời, để thiên nhiên không chỉ là ước mơ xa vời nữa, mà là một người bạn gần gũi với trẻ em và với tất cả mọi người. Dự án 1 triệu cây xanh trong đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình kết nối con người với thiên nhiên, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Chính bạn là người làm nên điều kỳ diệu.